Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ Sáu, ngày 9 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp về thực hiện chính sách thuế và thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra thực hiện dự án giao thông và chỉnh trang khu tưởng niệm đồng chí Tô Hiệu và đồng chí Lê Văn Lương. Khai mạc tuần lễ nhãn lồng và nông sản Hưng Yên năm 2019 tại thành phố Hà Nội. Thành phố Hưng Yên mở rộng thị trường tiêu thụ nhãn. Ông Lưu Đình Mạo, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Nhật Quang, huyện Phù Cử, tận tụy với công việc. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp về thực hiện chính sách thuế và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tham gia buổi đối thoại có gần 200 doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh trong tỉnh. Các doanh nghiệp đã phản ánh kiến nghị nhiều vấn đề trong quá trình thực hiện chính sách thuế và thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chậm giao mặt bằng dự án đầu tư và một số nội dung khác liên quan đến cấp điện cho hộ dân có nhà ở trong khu đô thị và doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Mong là Cục Thuế và Sở Tài chính thì cả các cơ quan chức năng ấy có khi mà có những cái văn bản mà mới mà ra đời hướng dẫn ấy, thì phải có cái buổi tập huấn để cho doanh nghiệp là cùng được hiểu biết thêm và hướng dẫn làm sao cho triệt để, tránh trường hợp là doanh nghiệp lại bị nộp chậm hay là hướng dẫn là chưa đến độ để doanh nghiệp lại hiểu sai lệch cái nội dung mà văn bản chính sách nhà nước đưa xuống, đăng từ cái tháo gỡ có khi lại đi ngược chiều. Công ty gạch Cầu Đuống của tôi có một cái lô đất để khai thác cái vùng nguyên liệu về nhà máy gạch, cấp phép khai thác từ 2015 và hoàn thành cái nghĩa vụ tài chính từ 2015 mà đến nay là 4 năm rồi. Đấy, vẫn chưa được giao đất, đề nghị các sở ban ngành tạo điều kiện để làm thế nào giao đất cho chúng tôi để chúng tôi khai thác. Sở Tài nguyên Môi trường xác nhận là năm 2018 là đất của doanh nghiệp chỉ có một mặt tiền, thì tiền thuê đất nó chỉ là 15.000 thôi. Nhưng mà Cục Thuế tỉnh cứ áp dụng bằng được là hai mặt tiền của doanh nghiệp. Mời tất cả bên các ban ngành nên kiểm tra, thẩm tra lại cho để doanh nghiệp đỡ thiệt thòi. Sau phần trả lời giải đáp của lãnh đạo các sở ngành về những ý kiến kiến nghị của từng doanh nghiệp có câu hỏi tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thế Cử đã phát biểu làm rõ thêm các vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm trong thực hiện chính sách thuế và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, có ý kiến thuộc về bất cập của cơ chế, chính sách bởi sự thiếu đồng nhất giữa các luật gây ra tình trạng là làm theo quy định của luật này thì đúng, nhưng đối chiếu với luật khác lại chưa đúng. Vì vậy, đối với những ý kiến này, tỉnh đã có văn bản gửi các bộ ngành trung ương, gửi Thủ tướng Chính phủ để sớm có giải pháp tháo gỡ những nút thắt khó khăn này cho cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh Hưng Yên phát triển, cũng như mong nhận được sự chia sẻ từ phía các doanh nghiệp. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền và thuộc phạm vi tỉnh, cũng như các sở ngành địa phương trong tỉnh giải quyết, không để chậm trễ, kéo dài. Điều này đã được minh chứng thông qua các buổi đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở ngành với doanh nghiệp ngày càng tăng trong mấy năm vừa qua. Nhiều nhóm vấn đề kiến nghị của doanh nghiệp đã được giải quyết thỏa đáng trên cơ sở đúng quy định của pháp luật. Phát biểu tại hội nghị đối thoại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng thay mặt lãnh đạo tỉnh cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong những năm vừa qua đã luôn đồng hành, có nhiều đóng góp thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên phát triển, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Hưng Yên trên cả nước. Hội nghị hôm nay là rất quan trọng, cố gắng làm sao không ngừng đổi mới nội dung các cái buổi gặp mặt với các doanh nghiệp, doanh nhân. Nó đi vào thực chất và hiệu quả, tránh hình thức, vì thời gian đối với các doanh nghiệp, doanh nhân nó là tiền bạc. Doanh nghiệp có phát triển, làm ăn, có thành công thì tỉnh mới hoàn thành nhiệm vụ, mới có thuế, mới có việc làm, mới có thu nhập người dân, mới có an sinh xã hội, mới có các cái hoàn thành được các chỉ tiêu của tỉnh. Thế mà tỉnh mà không tạo điều kiện cho doanh nghiệp, doanh nhân vượt qua khó khăn này thì cũng là cái lỗi của tỉnh, của chính quyền. Và tôi đề nghị các sở, nhất là Cục Thuế và Sở Tài nguyên Môi trường lắng nghe và tiếp thu và giải đáp một cách thẳng thắn và nói rồi, hứa rồi phải làm, chứ không phải nói xong là để đấy. Tinh thần chính quyền của chúng ta là như vậy, chính quyền chuyển sang phục vụ.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã có văn bản kiến nghị với các bộ ngành trung ương và chính phủ về 5 nhóm vấn đề cụ thể thuộc cơ chế, chính sách cần nhanh chóng thao gỡ, trong đó có một số kiến nghị của doanh nghiệp phát biểu tại buổi đối thoại hôm nay. Một cái tỉnh tiếp giáp thủ đô Hà Nội, cho nên là về lao động, về việc làm, về tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mà hiện nay thủ đô đang đẩy nhanh quá trình đô thị hóa. Cho nên là các doanh nghiệp ở Hà Nội, thành Hà Nội, ở ngoại thành Hà Nội đang hướng đi về các tỉnh xung quanh để đầu tư, để giành đất làm đô thị ở nội thành. Cho nên áp lực rất lớn về vấn đề giành đất cho các doanh nghiệp. Chưa nói là doanh nghiệp mới thành lập. Cùng với đó là hạ tầng của Hưng Yên ta đang phát triển rất nhanh, đang đô thị hóa rất nhanh. Nếu mà không vướng về các luật đất đai, đô thị, nhà ở, đầu tư, vân vân thì rất nhiều dự án đô thị đã mọc lên rồi. Nhưng bây giờ là cập nhật lại thì các luật của chúng ta còn nhiều bất cập, vướng chồng lấn với nhau và khó định làm theo luật nào. Làm theo luật này thì không đúng với luật kia. Hiện nay là chúng tôi có những 5 câu hỏi lớn. Xin báo cáo Thủ tướng 5-6 tháng này rồi, đi hết các bộ nhưng đến bây giờ chưa trả lời được Hưng Yên. Chiều ngày 8 tháng 8, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan đã đi kiểm tra tiến độ cải tạo nâng cấp đường DH17 từ xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm đến đường tỉnh 379, huyện Văn Giang và chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu tưởng niệm đồng chí Tô Hiệu và đồng chí Lê Văn Lương. Tuyến đường DH17 có tổng chiều dài 5,2 km từ xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm, đi qua địa bàn các xã Nghĩa Trụ, Long Hưng và thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang. Tổng kinh phí là 160,5 tỷ đồng. Trong đó ngân sách trung ương 125 tỷ đồng, địa phương 35,5 tỷ đồng. Gồm thi công đường giao thông cấp 3 và chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu tưởng niệm đồng chí Tô Hiệu và đồng chí Lê Văn Lương. Đây là đường nối qua các tuyến đường huyết mạch của tỉnh và thành phố Hà Nội. Đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Kết cấu Hạ tầng Giao thông tỉnh. Nhà thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Phát. Theo kế hoạch, dự án thi công trong 900 ngày, được khởi công từ tháng 11 năm 2018. Đến nay, đã triển khai các phần việc như bồi thường giải phóng mặt bằng, thi công đường, cầu cống được hơn 30% khối lượng công việc. Lãnh đạo huyện Văn Giang kiến nghị về cần nâng đơn giá đền bù đất cây trồng lâu năm, kiểm đếm theo hiện trạng, xây dựng khu tái định cư để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công, bởi tổng diện tích mặt bằng được giải phóng đến hết tháng 7 của dự án mới là 21%. Nếu không đẩy nhanh giải phóng mặt bằng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Kết luận buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đánh giá cao các địa phương và ngành chức năng, nhà thầu trong việc triển khai vận động nhân dân giải phóng mặt bằng và thi công. Đồng chí cũng đề nghị các xã Long Hưng, Nghĩa Trụ và thị trấn Văn Giang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích để tạo đồng thuận cho người dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đồng ý với một số kiến nghị của các sở và địa phương nắn một số đoạn để mở rộng tối đa theo hướng sử dụng hết quỹ đất công, khẩn trương bố trí xây dựng hạ tầng để các hộ dân ở xã Nghĩa Trụ nhường đất cho dự án được tái định cư. Các sở liên quan tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để vận dụng các chính sách đền bù cho người dân đỡ thiệt thòi, nhất là về giá đất thổ cư, đất trang trại, giá kê lâu năm, thưởng tiến độ và hỗ trợ một số khoản liên quan cho người dân. Với những hộ dân có công trình vi phạm theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh thì phải xử lý dứt điểm và không bồi thường. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai tập huấn chương trình đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2020, gọi tắt là chương trình OCOP. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chương trình OCOP tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương phổ biến kiến thức tổng thể về định hướng, nội dung, vai trò phát triển sản phẩm OCOP hiện nay, trao đổi truyền đạt kinh nghiệm triển khai, thực hiện chương trình tại một số quốc gia trên thế giới và một số địa phương trong nước. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương
phải nỗ lực bám sát chương trình, kế hoạch của tỉnh, khẩn trương thành lập ban chỉ đạo chương trình, ban hành bộ tiêu chí đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, thành lập hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, tập trung duy trì, nâng hạng cho 72 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên. Dự kiến đầu năm 2020, tỉnh sẽ tổ chức hội chợ OCOP có các sản phẩm đã được xếp hạng ở các huyện, thị xã, thành phố để mạnh công tác tập huấn, nâng cao nhận thức của người dân về chương trình OCOP và các sản phẩm về OCOP. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi các hoạt động xúc tiến giới thiệu quảng bá cung cấp nhãn, các sản phẩm từ nhãn và các nông sản, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức tuần lễ nhãn lồng và nông sản Hưng Yên năm 2019 tại thành phố Hà Nội. Tới dự có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại siêu thị Big C Thăng Long. Đây là nơi diễn ra sự kiện tuần lễ nhãn lồng và nông sản Hưng Yên năm 2019. Đây là lần thứ 3 tỉnh ta tổ chức sự kiện này tại thủ đô Hà Nội. Ngay từ đầu giờ sáng thì đã có rất nhiều người dân thủ đô và khách thập phương tới tham quan, thưởng thức và mua các cái loại nông sản của Hưng Yên. Tuần lễ nhãn lồng và nông sản Hưng Yên tại Hà Nội gồm 10 gian hàng của 5 huyện thành phố là Khoái Châu, Tiên Lữ, Kim Động, Phù Cừ và thành phố Hưng Yên, tập trung giới thiệu các giống nhãn ngon nổi tiếng của mảnh đất Phố Hiến như nhãn Đường Phèn, nhãn Hưng Chi, nhãn Chín Muộn Miền Thiết cùng một số nông sản tiêu biểu khác như mật ong, long nhãn, hạt sen, cam Hưng Yên. Hiện nay diện tích trồng nhãn của Hưng Yên là trên 4.000 ha, sản lượng ước đạt trên 30.000 tấn, đều được trồng và chăm sóc theo quy trình Việt Gáp, có chỉ dẫn địa lý, in logo với nhãn mác bắt mắt và được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng. Tôi nghĩ rằng là nhãn Hưng Yên thì đã có một cái truyền thống. Mặc dù ở đây tôi mua cả hai loại, một loại thì ngọt đậm hơn và một loại thì nhạt hơn một chút. Chính vì vậy nó rất dễ đáp ứng cho khách hàng. Thí dụ những người tiểu đường như tôi thì có thể ăn cái loại nhạt nhạt và cảm thấy là không lo lắng gì. Thế còn những loại ngọt thì có thể dành cho những người bình thường. Và tôi nghĩ đây là một cái sản phẩm thật sự là tuyệt vời. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh nhấn mạnh, tuần lễ nhãn lồng và nông sản Hưng Yên góp phần quảng bá giới thiệu nhãn lồng Hưng Yên chính hiệu đến với bạn bè trong nước và quốc tế, đồng thời trực tiếp phục vụ người tiêu dùng thủ đô Hà Nội. Tôi tin tưởng rằng tuần lễ nhãn lồng và nông sản Hưng Yên năm 2019 tại siêu thị Big C Thăng Long sẽ thành công tốt đẹp, tạo được ấn tượng mạnh mẽ và phục vụ tốt hơn người tiêu dùng thủ đô và cả nước cũng như bạn bè quốc tế. Với niềm tin tưởng đó, tôi tuyên bố khai mạc tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên và nông sản của Hưng Yên tại Hà Nội năm 2019. Hiện nay, trái nhãn lồng Hưng Yên được xếp hạng 13 trong top 50 trái cây nổi tiếng Việt Nam, được tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận là loại trái cây ngon nhất và đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa nhãn lồng Hưng Yên hương vị Tiến Vua, được công nhận chỉ dẫn địa lý, giúp khách hàng nhận biết và thưởng thức sản phẩm chính hiệu nhãn lồng Hưng Yên. Trong cái chương trình của năm 2019 thì ngoài những kế hoạch để tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại thì Sở Công Thương Yên cũng đã tham mưu và được Ủy ban tỉnh đồng thuận cho chúng tôi triển khai, đó là cái đề án phát triển cái thương hiệu cái sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Thì ngoài một số sản phẩm như là nhãn, như cam, vải, gà Đông Tảo thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và tham mưu với tỉnh một số các sản phẩm OCOP. Tuần lễ nhãn lồng và nông sản Hưng Yên 2019 sẽ kéo dài đến hết ngày 15 tháng 8 tại 17 siêu thị Big C và Go khu vực miền Bắc. Minh Tân là xã có diện tích nhãn nhiều nhất của huyện Phù Cừ. Vụ nhãn năm nay, toàn xã ước thu trên 500 tấn nhãn. Xã Minh Tân có trên 50 ha nhãn đã cho thu hoạch, tập trung nhiều ở hai thôn Duyệt Văn và Tần Tiến. Do thời tiết bất lợi nên năm nay, sản lượng nhãn của xã Minh Tân chỉ đạt 500 tấn bằng 30% so với năm 2018. Riêng các hộ dân trong hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới Đức Thắng trồng và chăm sóc nhãn theo quy trình Việt Gáp, năng suất đạt tới 70% so với năm ngoái. Tuy năng suất thấp nhưng người dân rất phấn khởi vì nhãn được giá, nhãn thu hoạch đến đâu được tiêu thụ hết đến đó. Hiện các gia đình trồng nhãn ở Minh Tân đang xuất bán tại vườn với giá từ 30 đến 55.000 đồng một kg tùy theo các loại nhãn.
Vừa qua, hợp tác xã đã ký được một số hợp đồng tiêu thụ lớn với giá cao và đang tích cực tham gia hội chợ xúc tiến tiêu thụ nhãn tại siêu thị Big C Hà Nội. Nhờ tích cực áp dụng sản xuất nhãn theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp và đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá giới thiệu sản phẩm, nên mặc dù mới vào đầu vụ, nhãn của các hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã được thị trường tiêu thụ mạnh. Nếu như vụ nhãn năm 2018, hợp tác xã nhãn Lồng Tiên Châu, xã Hồng Nam chỉ có 12 ha, thì năm 2019 này, hợp tác xã đã có 20 ha của 36 hộ gia đình tham gia sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp cho thu hoạch. Diện tích sản lượng nhãn tăng, nhưng các hộ không phải lo lắng đầu ra vì nhãn chín đến đâu các hộ được hợp tác xã thu mua bao tiêu sản phẩm đến đó, với giá từ 35 đến 40.000 đồng một kg. Nhãn mình đã đạt được tiêu chuẩn thì nói chung là tiêu thụ, mặt hàng này do hợp tác xã tiêu thụ nói chung là tốt, chín đến đâu là hợp tác xã tiêu thụ cho bà con đến đó. Vụ nhãn trước, hợp tác xã nhãn Lồng Tiên Châu chủ yếu xuất bán cho các siêu thị đại lý tại Hà Nội, thì năm nay 120 tấn nhãn của hợp tác xã, thị trường đã được mở rộng sang nhiều tỉnh thành phố lớn khác như Quảng Ninh, Hải Phòng, Quảng Ngãi. Các hợp tác xã nhãn Lồng của chúng tôi là được quảng bá rất rộng rãi, cho nên là các tỉnh là thí dụ như Quảng Ngãi, Hải Phòng, Hà Nội và Hải Dương, rất nhiều tỉnh là có đơn đặt hàng và về trực tiếp đây là xem vùng nhãn của chúng tôi. Năm nay so với năm ngoái thì cái khách hàng về với chúng tôi rất là đông. Cái sản lượng mà bán năm nay là chúng tôi rất là an tâm mà không đủ sản lượng để đáp ứng. Cùng với các hợp tác xã trên địa bàn thành phố, vụ nhãn năm 2018, các thành viên của hợp tác xã sản xuất cây ăn quả đặc sản Quyết Thắng, xã Tân Hưng phải đi giới thiệu tìm thị trường bao tiêu sản phẩm cho các thành viên trong hợp tác xã. Thì năm nay, nhãn của hợp tác xã đã được các tư thương từ các tỉnh thành khác đến tận vườn thu mua. Các thương lái của các tỉnh bạn, người ta đánh ô tô đến tận vườn của các bà con. Ngày nào chúng tôi hiện nay cũng có 4-5 cái ô tô đến thu mua trực tiếp cho các bà con ở cái vùng nhãn Việt Gáp, nên là bà con rất phấn khởi, nên là cái đầu ra của hợp tác xã năm nay là không phải lo lắng gì cả. Hiện thành phố Hưng Yên có 9 hợp tác xã nhãn sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp với diện tích trên 180 ha, đạt chất lượng quả ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo được thương hiệu. Hiện gần 500 tấn nhãn quả của các hợp tác xã này đã được nhiều khách hàng trong cả nước đặt mua với giá tăng gấp đôi so với vụ nhãn năm 2018. Chương trình thời sự xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức lễ khánh thành nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Đào Thị Lạng ở thôn An Cầu, xã Tống Chân, huyện Phổ Cừ. Bà Đào Thị Lạng đã ngoài 80 tuổi, thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiện sống trong căn nhà đã xuống cấp, rột nát, không có khả năng sửa chữa. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng. Quỹ vì người nghèo huyện Phù Cừ hỗ trợ 10 triệu đồng và xã Tông Chân hỗ trợ bằng hiện vật trị giá 10 triệu đồng, giúp đỡ gia đình bà Lạng xây dựng nhà mái bằng kiên cố, diện tích 52 m2. Sau 3 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành với tổng giá trị công trình trên 150 triệu đồng. Ngày 8 tháng 8, Hội cựu thanh niên xung phong huyện Tiên Lữ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Vũ Thị Thu ở thôn Triều Dương, xã Hải Triều. Bà Vũ Thị Thu sinh năm 1944, từng là thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bà có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải sống nhờ trong căn nhà xuống cấp của người em ruột. Công trình nhà đại đoàn kết được khởi công xây dựng từ tháng 6 năm 2019. Sau hơn một tháng xây dựng, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích 32 m2, tổng kinh phí hơn 90 triệu đồng. Trong đó, Ban vận động Quỹ vì người nghèo cấp huyện hỗ trợ 15 triệu đồng, cấp xã hỗ trợ 3 triệu đồng, còn lại là gia đình bà Vũ Thị Thu ủng hộ. Người dân ở xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ dành cho ông Lưu Đình Mạo, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã, tình cảm tôn trọng và quý mến bởi sự tận tụy, nhiệt tình với các hoạt động hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Ông Lưu Đình Mạo năm nay gần 80 tuổi, nhiều năm qua người dân xã Nhật Quang đã quen với hình ảnh ông cùng chiếc xe đạp cũ đến vận động các nhà hảo tâm doanh nghiệp để quyên góp tiền cho hoạt động của Hội Chữ Thập Đỏ. Từ năm 2004 đến nay, với cương vị Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ của xã, ông Mạo đã phối hợp vận động các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân ủng hộ được 1 tỷ đồng để giúp đỡ tặng quà cho những người già neo đơn, khó khăn, gia đình nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo. Hàng năm hỗ trợ 6 đối tượng gia đình chính sách với số tiền 54 triệu đồng.
với những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nhật Quang, ông Mạo đã trở thành chỗ dựa tin cậy và thân thiết. Mạo là tuổi thì cao nhưng mà được đảng giao nhiệm vụ là giữ cái chức vụ là chủ tịch hội chữ thập đỏ đến nay là hơn 10 năm. Thế trong cái quá trình mà quản lý vốn thì ông Mạo là một cái người mà rất là sâu sát và quản lý chặt chẽ, cho nên là cái nguồn quỹ vốn của hội ý là đến nay là trên 100 triệu nhưng mà vẫn là ổn định, không bị là thất thoát gì. Cũng đã là tổ chức thăm hỏi và chi là vúng viếng là khi mà hội viên qua đời là rất là đều đặn và chu đáo, mà được cái là nhân dân nên là rất là ghi nhận. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.